Theo kết quả vừa công bố của công ty kiểm tra tốc độ Internet miễn phí Speedtest mới đây, thì Viettel được công nhận là mạng di động nhanh nhất Việt Nam. Đây cũng là nhà mạng của Việt Nam đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay có được danh hiệu này. Danh hiệu mạng di động nhanh nhất Việt Nam được trao cho Viettel dựa trên thống kê từ gần 2 triệu khách hàng chủ động sử dụng ứng dụng Speedtest để kiểm tra tốc độ Internet di động trong 6 tháng đầu năm nay. Kết quả cho thấy là mạng Viettel đạt tốc độ trung bình tải xuống là hơn 28 Mbps mỗi giây và tải lên là hơn 13 Mbps mỗi giây, tương đương với gần 27 điểm Speed Score theo tiêu chuẩn do công ty này thiết lập. Đặc biệt là độ trễ khi truy cập mạng của Viettel được coi là lý tưởng để chơi game trực tuyến và chia sẻ video trên nền tảng di động. Với kết quả này thì dịch vụ Internet di động của Viettel đạt chất lượng cao hơn so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Viettel cũng là nhà mạng có hạ tầng 3G và 4G rộng nhất với hơn 67.000 trạm phát sóng, cho phép cung cấp Internet di động đến cả vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.